Ra thì cái việc mà mình là một người MC, người dẫn chương trình có khả năng dùng tiếng Anh phiên dịch cũng như là diễn đạt ý tưởng chương trình bằng tiếng Anh nó cũng không phải là mới. Mình cũng làm công việc này khá nhiều và bản thân ở công việc hàng ngày dẫn chương trình thì đối với những khách mời là người nước ngoài thì thường là tôi cũng như là một vài người khác có khả năng thì được giao cái nhiệm vụ đó để truyền đạt được cái ý tưởng của chương trình đến quý vị khán giả bằng tiếng Anh. Thì tôi nghĩ rằng là cái từ toàn năng nghe nó có vẻ hơi quá, bởi vì không có ai là toàn diện mọi mặt cả. Ngay kể cả khả năng tiếng Anh của tôi có thể được đánh giá là khá lưu loát, nhưng cũng có những lĩnh vực mình vẫn phải tìm hiểu thêm mỗi khi mà mình được giao một cái chủ đề, bởi vì mình luôn luôn phải, người ta hay gọi là làm bài tập ở nhà trước, đến bài thi thì mình mới làm tốt được, đúng không ạ? Thì phải luôn luôn trau dồi kiến thức, tìm thêm những từ vựng. Vì vậy tôi nghĩ rằng là đấy là hình ảnh rằng nhiều người cũng đã biết về tôi trong cái công việc là người dẫn chương trình, có thể dẫn song ngữ, nhưng để mà cái đó nó được duy trì và nhiều người biết hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái mà tôi cần phải được may mắn khi được trao thêm cơ hội cũng như là cái nỗ lực của cá nhân mình. MC, thực ra tôi không thích cái dùng cái từ MC, bởi vì thực ra là MC nó chỉ là một cái khía cạnh trong công việc của mình thôi. Dùng từ người dẫn chương trình thì nó chuẩn hơn, bởi vì nó bao gồm cả TV host. TV host ở đây có nghĩa là mình làm chủ một cái chương trình. Còn MC đôi khi là nó gắn liền với những lễ, những cái sự kiện. Thực ra bản chất mình làm nhiều việc về truyền hình hơn. Thế thì cái công việc này không phủ nhận là nó có những cái sức hút khi mà bạn được lên tiếng, đúng không? Bạn được nói lên cái quan điểm của mình. Dĩ nhiên nó phải dựa trên việc là thống nhất về quan điểm với cả những người tổ chức chương trình. Và đối với những người mà yêu thích công việc này, và là đặc biệt là những bạn trẻ, tôi nghĩ rằng các bạn chỉ có thách là phải đầu tư vào kiến thức của mình thôi. Vì không có kiến thức thì bạn không dám tự tin nói về bất cứ một điều gì cả. Và càng có kiến thức thì mình càng thấy rằng là mình không biết nhiều. Và từ đó cái xuất phát từ cái tâm thế là gì? Mình muốn học hỏi, mình muốn biết được nhiều hơn. Thì khi mình phỏng vấn khách mời của mình mới có được cái sự cởi mở với họ, và họ cũng sẽ cởi mở với mình và chia sẻ với mình một cách chân thành. Thêm một điều nữa tôi phải nhắc tới đấy chính là cái sự chân thành, sự trung thực trong cái truyền đạt thông tin. Đó còn là đạo đức của người làm báo nữa. Và tôi nghĩ rằng điều đấy là điều mà luôn luôn phải trau dồi, chứ không thể nào chỉ là hoàn thành xong một khóa học hay là có một cái lượng kinh nghiệm nhất định có thể trở thành một cái giá trị tuyệt đối đó. Thú thật là tôi không bao giờ nghĩ tới là mình sẽ phải làm cụ thể một cái động tác nào hay tìm kiếm những cơ hội nào có liên quan tới lĩnh vực khác. Tôi vẫn quan niệm rằng là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mình làm gì mình làm thật tốt, được ghi nhận và có những bước tiến mới trong cái công việc thì đấy mới là cái mà mình nên tập trung vào. Bởi vì nó không giống như là việc bạn đầu tư kinh doanh. Người ta bảo là không nên cho tất cả trứng vào một rổ, nhưng mà ở đây nó là cái sự nghiệp, nó là một công việc đòi hỏi rất là cao. Mình càng làm mình càng thấy là không thể nào lơ là được. Thì đặc biệt trong thời đại ngày nay, thời đại mà thông tin có thể đến từ rất nhiều nguồn khác nhau, nhưng truyền hình, báo chí Việt Nam vẫn phải luôn luôn mang tính định hướng, đúng không ạ? Và cái đấy là cái mà không bao giờ là đủ nếu như là một người làm trong nghề. Phải luôn luôn tự trau dồi bản thân thì chẳng có lý gì mà tôi lại làm sao nhãng cái việc đó đối với những cái cơ hội khác. Còn nếu như có một ngã rẽ nào mà thực sự là được mọi thứ ủng hộ, đúng không ạ, công việc cho phép, lãnh đạo cũng không nói gì, bản thân cá nhân mình cảm thấy phù hợp, thì tôi nghĩ là cũng không, never say never.